Đây là đài phát thanh xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc. Bà con và các thằng bạn thân mến, hồi 14 giờ ngày 7 tháng 9 tới đây, tại xã Đại Chánh sẽ diễn ra sự kiện Internet với phụ nữ. Đây cũng là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vị thế vai trò của người phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt. Bình đẳng giới ngày còn được chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày còn quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của người phụ nữ còn thể hiện rõ khi họ đứng số đông trong dân số tham gia lực lượng sản xuất. Người phụ nữ ở nông thôn hầu như đã phải đảm bảo nhiệm vụ chính các công việc trồng trọt, chăn nuôi, nội trợ gia đình. Trong gia đình mà nông giới còn e xa một công việc nồng áo, nghề phụ điều dùng lên vai phụ nữ. Đặc biệt tác động của sự vận động kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nông giới rất khác nhau. Trong các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động được phổ biến theo khuynh hướng vợ ở nhà, chồng rời gia đình đi nơi khác trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập đều tiền mẹ dẫn đến việc phụ thuộc. Phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu do so với nông giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Bởi vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn phải nhiều nỗi lo lắng, cực nhọc, vất vả trong việc thực hiện các vai trò của mình, trong việc kết hợp giữa hoạt động kinh tế tới chăm sóc con cái. Tuy nhiên, công cộng